lần nơi thần cố nhục mất tiêu cuốn qua đạo mẫu từ con giáo nào quên tới rằng thể xác không còn được thô một năm vẹn còn yếu âm tiên thân thân ca lễ hương linh vậy một phút hơi tàn trong dân sự nghiệp
mà ác mây tan. Khổ quy dịch qua là cơn gió thoảng, thân người là trọng nghĩa lại càng cao. Sống chung nhà thác lại riêng đường, đám vui vẻ nhưng đi thương biết. Cho hay trăng trọn dối huyết, quá nợ vội vàng dư hoa giấc mộng hoàng lương. Tớ đèo mấy tháng hợp mơ thượng thượng đi thị niệm, chỉ phạt tự nhiên lai giáo hữu mật ngôn cần đương nhớ khải đi 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 đi
vô văn bắn có Bồ Tát quy bác ơi. Mô Diệu là độ Bồ Tát, Diệu là độ Bồ Tát, Diệu là độ Bồ Tát ma. Đà Phật phục quyền hồn về cực lạc Tây Phương, nghe thương thiên nở hào quang sáng ngời, chặt tay dịnh biệt cuộc đời, quan âm với chi đón mời hồn đi. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 4 năm Tân Sửu, thiên vị toàn thể nữ tử tôn có nhiệm kéo thao cùng đổi trước em tiền tiết lệ phục tông linh quan phật mộ an nhà ngàn phố yên nghi phục vị hương linh bộ bà huỳnh thị hai thắng đắp thân thân thường tòa 70 tuổi từ trần 6:30 phút ngày mùng 3 tháng 4 năm Tân Sửu, huyện hương linh đạo màu thơm tỏ miền cực làm lễ phật nghĩa tình thì nguyện thiên thiên toàn thể tăng gia hiến quyết đặng an bình thể thế rằng thân đều là chiến phật chúc thực kiên phật thiên thiên ta chấm má hậu thân bảo mang lễ tả hương linh tất nhĩ là cô bác. Giờ tôi xin thay mặt cho gia đình để làm cái lễ cảm tạ. Lời cảm tạ. Của gia đình ta biết trong mấy ngày qua thì coi như chị tôi, bà chị và mẹ của các cháu chúng tôi đã lâm chung bị nạn đã qua đời. Thì cũng nhờ ông bà cô bác quý thân bằng quý thuộc gần xa đến đây cũng lo giúp chùm mấy ngày qua. Thì kính thưa chi bộ chánh quyền địa phương, kính thưa quý thầy văn ni và ban nhạc lễ, dịch vụ mai táng của ông Út Tròn và thân bằng quý thuộc gần xa, quý thông gia, ông bà cô bác, anh chị em đến để giúp đỡ lo việc an gia ta quyến cho chúng tôi, gia đình chúng tôi, chị, mẹ, bà của chúng tôi là bà Huỳnh Thị Hai đã lâm cơn bệnh ngặt nghèo, gia đình hết lòng chạy chữa thuốc tan và y bác sĩ điều trị nhưng cơn bệnh không giảm nên chị, mẹ, bà chúng tôi đã tức hơi thở cuối cùng vào lúc 6:30 phút ngày 3 tháng 4 năm Tân Sửu. Chị, mẹ, bà chúng tôi hưởng thọ được 70 tuổi. Đây là sự mất mát lớn lao của gia đình mà không bao giờ kiếm lại được. Nhận được tin buồn này, bà con cô bác thân bằng quý thuộc gần xa, quý thông gia chẳng ngại đường xa xa xôi, nhưng chút thời gian quý báu đến để sắp nén hương lòng tịnh tài tịnh vật cầu nguyện cho hương linh của chị tôi sớm siêu thân mừng Phật quốc. Những tâm tình đó tôi xin tạc dạ quý lòng không bao giờ quên. Chốc lát nữa đây chị, mẹ, bà chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, xin nhờ cô bác anh chị em tận tình giúp đỡ đưa nó đến nơi an nghỉ cuối cùng. Xin mời cô bác anh chị em trở lại dùng một ly rượu đậm đà chung trà thân mật gia đình, xin chân thành cảm tạ. Trong lúc tan gia bối rối có điều chi sơ sót, mong tất cả niệm tình thứ lỗi và nhận nơi gia đình ta quý chúng tôi một lại đền ơn của đặng